Đấy. Quần quần này cũng này, ho đấy này, thấy chưa? Đúng Con mình phải chăm cẩn thận chứ. rồi. Đẻ đến em nào 6-7 đứa con rồi không chăm cẩn thận nó. Đúng Đứa đầu mất là cũng vì là không có ăn, không có uống, không ngồi là không có sức đi. Thế mất thôi mọi người. Cháu Khâm xin kính chào quý cô bác chị nhà hảo tâm cùng toàn thể quý vị khán giả tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Buổi sáng hôm nay hiện tại thì anh em đang có mặt ở nhà của A Hòa các bác, gần về những cái công đoạn cuối cùng rồi. Hiện tại thì còn một vài những cái công việc trên nhà A Hòa nữa mà anh Hòa sẽ phải cố gắng để mà làm. Thực ra với các bác thì là cũng chuyến này nữa thôi, sau này có muốn thì A Hòa cũng không có việc để mà anh em bố trí cho làm nữa rồi, nên là phải cố gắng bằng mọi cách. Ngôi nhà sắp xong rồi, đấy sẽ là cái động lực lớn nhất để A Hòa cố gắng ở thời điểm hiện tại thôi mọi người. Công việc thực sự thì không quá là bao nhiêu đâu, so với là việc đi rừng đi núi đi tìm lan thì vất vả hơn rất là nhiều với cái việc chuyển vật liệu như thế này. Đấy. Hiện tại thì sáng này này chưa thấy gia đình làm gì hết. Đấy, anh này không mà không lên thì khả năng là cái đống bột này thì anh ấy sẽ chưa chuyển đâu. Hôm nay thì là Khâm trích quỹ sinh hoạt của cô Vân ra 300.000 để mua nhu yếu phẩm và mua thuốc các bạn, mua thuốc. Hôm qua khi mà Khâm lên thì A Hòa có xin Khâm là đưa tiền đi mua thuốc cho bé Chứ. Chứ thì bị một cái bệnh có lẽ thì là viêm da hay là bệnh gì ấy. Khâm thì không rõ lắm, bị ngoài da thôi. Anh em mình ra hiệu thuốc thì là mua hai lọ thuốc như này về, hai lọ thuốc như này về để bôi xem là tình hình nó có khả thi hay không. Đấy. Ra thì là có một quỹ sinh hoạt của cô Vân ấy, thì anh em mình mỗi ngày mỗi lần mua thì sẽ liệt vào cái bảng kê ở trong file hết. Thưa các bác này là 6 tháng qua thì rất là dài rồi. Mỗi lần dù là mua 5.000, 10.000 hay là thậm chí là vài trăm, vài triệu thì anh em đều nốt ra hết. Và sau này khi mà cần thiết thì sẽ gửi hết các cái bản sao kê cho trực tiếp nhà hảo tâm. Ở đây là cô Vân, cô được biết là khoản quỹ được sử dụng như nào nếu cần thiết, nếu cô yêu cầu. Còn không thì sau này khi mà công khai tài chính thì anh em mình sẽ nốt ra một cái ngắn gọn thôi. Vì quý khán giả nếu mà xem hết từ đầu đến cuối thì cũng được thôi, nhưng mà sẽ rất là mất thời gian mọi người. Nốt lại khoản thu vào, khoản thu vào chi ra và số lại còn dư. Còn để bảng kê chi tiết thì có lẽ xin phép là nếu cô Vân yêu cầu thì anh em mình sẽ gửi cho cô. Mỗi ngày sinh hoạt rất nhiều, 6 tháng qua các bác phải hiểu rằng là mỗi tuần thì phải có mấy lần chi tiêu vụn vặt, chi tiêu nhiều cái lắm cho gia đình anh Hòa lắm mọi người ạ. Mất một chút thời gian để vệ sinh buổi sáng cho bé này. Phê bình một tí nhá, 9 giờ rồi. 9 giờ rồi mà từ sáng đến giờ là bây giờ mới rửa mặt cho con, rửa chân tay cho con. Em dặn thế này, không phải là em lên thì mới rửa để chống đối đâu. Đúng rồi. Mà lúc nào cũng phải rửa cho con anh sạch thì nó khỏi ốm. Tại sao nó lại bị viêm ở tai này, ở tay này? Lý do là anh ở bẩn quá. Đúng rồi. Ở bẩn thì là cái này là không bào chữa được rồi. Mình có thể là mình chậm chạp, mình có thể là mình khờ một tí, nhưng mà mình phải ở sạch chứ, đúng không? Cái đấy phải là giống như cô bà trẻ con nó của cô bà nó cũng như nhau. Này anh ở bẩn, phải thử khẳng định luôn. Cô bà nó hoặc là cô bà nó đi mua tân cái lọ, tay đen cái xì lọ xì. 25.000. Lọ 25.000 cái gì không biết, em mua hai lọ này 90.000 về không biết có ăn thua không. 25.000 đối với bọn trẻ con này, con cô bà nó lớn. Anh em dặn giữ vệ sinh nãy lên thì thưa với các bác thì cũng tế nhị một tí, không ghi hình lên mọi người lại trách A Hòa là sống bẩn hay là không ý thức này nọ. Con thì vứt ở dưới đen chì xì, bắt vệ sinh lại rồi là rửa giấy đi. Cái này nhắc bao nhiêu lần rồi nhá, ngoài cũng dặn rồi, video cũng dặn để làm sao là thay đổi đi. Sáng dậy sớm thì phải rửa mặt rửa mũi cho con trước. Không phải đến bây giờ em lên 9 giờ. Đúng rồi. Đấy, 9 giờ nếu mà người khác người ta làm việc là người ta được chuyển được hai khối bột lên rồi. Bây giờ sao nó cũng thay phải là trẻ con nó thí
Thì tối nay xong nhà ấy, không có lý do gì bẩn nữa. Lau nhà đi, nhốt vào trong nhà ấy, thích lăn lê bỏ chuyến nào cũng được. Bây giờ sắp xong nhà nhá. Em không nói nhiều nữa đâu, kể phê bình A Hòa trên video không bao giờ muốn đâu, nhưng mà là cũng phải nói một chút mọi người ạ. Thực ra những người đi làm anh em thực tế thì dặn nhiều mà không thay đổi thì cũng rất buồn chứ các bác. Đấy. Nên là cũng phải dặn một tí. Vâng là phải nhớ vào đầu đúng không? Không thể để em dặn như trẻ con chút được, nghe chưa? Này cổ mình còn bẩn đây này, không tắm đây này, thấy chưa? Nhá. Vấn đề này dừng lại đây và từ lần sau là cố gắng nước bơm tận nhà rồi đúng không? Có phải đi vác đâu. Thế. Xong cái ống nước phải là lúa lấy đi rồi. Ống nước đâu? Ống nước đấy, lúa lấy đi hết rồi. Lúa họ nói là không có nước, lúa lấy đi ống nước. Thì của nó mà, thì bây giờ là nó bơm xong thì anh mượn thì anh phải đi hỏi nó lấy về chứ có phải của mình đâu. Xong nó về lấy nó không họ mình. Thì của nó hỏi anh làm cái gì? Không, nó bây giờ cùng họ mình thì bây giờ mình dạy sao mình sợ nó ai cắt đi nhé. lấy đi vậy, cùng họ mình thì thế bây giờ vẫn bơm nước ở đây đúng không? Đúng mà. Thế thì lúc bơm nước nó vẫn về đây cắm mà đúng không? Không phải dưới đây nó không dưới ở lúa về nó không lấy. Nó không cần bơm à? Không cần bơm. Không cần bơm vẫn hút đi được à? Ừ. Thì của nó thì nó còn hơi cần gì hỏi anh. Đây. Hôm nay thì biết là làm việc mệt em lại tiếp tục mua đồ ăn lên cho thịt gà này, trứng gà này. Sao thầy họ nói là sáng nay thầy lên làm xong bây giờ thầy họ nói là mình làm một tí cơ thầy ăn thì bây giờ mình là gà có ít quá nhỉ. Thợ á? Thợ không đòi anh ăn cơm đâu. Sao không được, phải là thầy bây giờ mình này. Mình tự nấu mời thợ á? Thôi thôi, ông để cho các con ông ăn đi. Ông còn để các bác nhà hảo tâm mua cho suốt thế này thì định đãi thợ cái gì? Có ý, có lòng muốn mời thợ một bữa cơm. Nhưng mà sao thôi, sau mình này đi kiếm lan nhiều nhiều. Em về tí nữa, em khinh phụ mình khinh cái ông nước to đây phải là lấy đây này. Khinh cái gì? Để chú đấy nó, bà kia nó chịu quá. Cái gì? Tiếng nữa. Sao họ nói là sao về thì là cái nhà của mình phải là về cái đồn này phải là cái rau lợi này nó hỗn nhau quá. Đâu cái tiếng nước này gì? Cái tên mang này. Đi đâu? Bây giờ mang đi đâu? Sao mang về đấy đấy dưới này. Tới này cho lên nóc rồi. Thế là cho lên nóc. Cứ để đấy đi có ảnh hưởng gì đâu. Sợ họ nói là hỏng cái này nhiều quá. Hỏng cái gì, có hỏng cái gì đâu, để ở đấy cho hỏng, chả hỏng cái gì hết. Nó là sợ đi. Chẳng qua để trên đất của họ đi. Họ có lý do họ nói anh thôi. Sao nó chịu ác quá. Họ nói bây giờ mình này. Họ nói mình đi ở mình đơ. Ấy hôm qua mà có vật liệu ấy thì là các anh em đã láng được tương đối là nhiều đấy mọi người. Trong này lau chưa, rửa chưa? Rửa rồi, sạch sẽ luôn rồi đây các bác. Chưa gì đã có rác ở đây rồi. Vậy chị cô ma về đây. Tối qua ngủ ở đây rồi à? Tối qua ngủ đây, ngủ giường này. Ngủ giường này. Đây đặt chữ trong đây nè, xem tình hình như thế nào nè. Thuốc lá bật lửa. Mấy cái này là em rất là ghét, nói thật luôn. Các bác hút thuốc các bác thông cảm, nhưng không là ra nhìn thấy thuốc lào thuốc lá như này bày bừa ra mình rất là không vào mắt luôn. Đúng rồi. Con cái anh còn nhỏ nên là việc là thuốc các thứ thì em nghĩ rằng là nên là có hút ấy. Thì hút xa xa thôi nha. Đúng rồi. Đúng rồi, thì phải tiếp thu. Con đang ngồi thì thẳng quay quanh mình cũng hút thuốc. Đầu tiên là cái thuốc lào này mình thấy rất là bẩn. Hút xong mấy cái bã các anh thổi ra cái nền. Đấy. Nền ốp cho sạch sẽ lắm. Cuối cùng hút thuốc ra. Cái nhà lấy một cái xuông thôi. Làm trong nhà không mang cái này vào trong nhà đâu. Để ở ngoài này này. Đấy. Tự làm mấy cái bộ bàn ghế cho ngồi ở ngoài hút thì hút. Hút ngày thôi. Chứ còn mà bây giờ bảo là mang cái này vào trong nền gạch hoa thì thôi em không áp nền cho nó đâu. Đúng rồi. Em mang gạch đi trả hết. Nhà này làm thế này cho nó hút thế này nó mới vừa. Đúng rồi. Đấy.
con anh nếu khi mang đi viện á. Mọi người, cái tai này, cái tai hôm nọ nhìn có đến nỗi này đâu. Nó như nào mà nó bị như này? Sao bây giờ là... Bắt đầu từ hôm qua bị hay từ hôm kia nhỉ? Từ hôm qua. Thế mà hôm nay trông lở loét hết như này rồi. Đầu thì làm sao đây? Đầu phải nó là... Dù bây giờ để họ nó xia, bây giờ mình phải nó làm việc, bây giờ phải nó ngã sốt. Đấy, nó đang tập đi, nó như... này, sưng hết này này. Nó đang tập đi thì... Phải bảo cái thị trông cẩn thận một tí nhá. Nó không biết đi thì trông còn đỡ mệt mọi người. Cái giai đoạn con tập đi là mệt nhất. Sao biết đi? Nó đi thì phải đi sau nó luôn. Đây hai cái loại thuốc bôi thì không biết là xem cái tay tay nè. Tay với tai thôi đúng không? Tay với tai. Kháng nấm, kháng khuẩn, kháng dị ứng. Mụn cóc, lở loét, viêm da tiếp xúc. Đây, lở loét da đây. Lở loét viêm da đây. Còn anh mà là lọ 20.000 gì thì em chịu, không biết nó mua loại nào đâu. Vừa mới đi học được mấy hôm thôi mọi người. Vừa đi học được mấy hôm thì là bị cái này bị cái kia rồi. Xem hướng dẫn sử dụng xem cái này thì là dùng như thế nào. Qua ngày 3 đến 5 lần. Chắc là nó bị ngứa đúng không? Nó ngứa nó mới gái đúng không? Gái da đúng không? Cái này viêm da, khả năng hôm qua họ hướng dẫn anh em mình là sử bôi cái này trước. Bôi cho con một tí, em bôi nó lại sợ. Giơ tay ra. Nó ý thức được rồi mà nó 3 tuổi, nó biết được là bôi thuốc cho nó khỏi. Bôi vào. Chắc rát một tí đấy. Nhưng mà nó ý thức được rồi. Bảo nó không đau đâu. Bảo nó bôi vào mới khỏi. Cái này nhá, từ từ. Cái này em mà quên mua bông. Hôm qua lên thì nó không đến nỗi như này đâu. Hôm qua thì không đi mua thuốc được. Thì hôm nay lên là nó loang ra hết rồi. Khổ thân nha mọi người, khổ thân mấy chứ. Anh bây giờ cái này thì nó anh nhỏ vào bên cạnh. Cái này nó cũng là sát khuẩn đấy. Ở đây giống như như cái thằng rua bé tí, giống như cái chữ này phải là mình đi mua cái lọ 20.000. Em cũng không biết lọ đấy lọ gì đâu, cứ mà lọ 20.000 thì em đúng. Chịu thôi. Đúng rồi. Sau lúc nào bây giờ mình là nhà xong phải mình nói đi mua để nhà thôi đồ rộng. Cái này 40.000 không biết có ăn thua không, 20.000 thì em không biết thế nào đâu. Đúng rồi. Cứ bảo là hôm qua đến giờ là cứ bảo mua cái lọ 20.000, bây giờ ra em biết cái lọ là 20.000. Đúng rồi. Nhãn mác thì hình ảnh thì không có làm sao em biết được. Đúng rồi. Sao lọ này để em nó cũng biết. Đây mọi người cứ bảo đưa lọ này 20.000 cho, đây có cái gì đâu. Nhãn mác không có. Này. Lọ này phải mình đi mua phải là lọ to này phải là một cái là 7.000. Em không biết luôn. Anh mua ở đâu? Sao mua ở chợ đấy? Mua ở trong chợ á? Mua ở trong chợ. Chịu thôi. Nghe anh em mua ở hiệu thuốc luôn mọi người ạ. Từ từ. Nhỏ tiếp. Cho nó khát khuẩn như chỗ này đi một tí. Hơi gian một tí bảo con là không sao đâu. Nhỏ vào mới khỏi và nó thế. Vừa nhỏ vừa dặn nó chứ. Nó rát. Đâu, không có bông chứ. Chết dở, lấy cái gì lau lau cho nó một tí.
Thấy cái gì lâu lâu nó một tí chứ ra ngoài hết rồi. Nhá, anh Hòa nhá. Vâng. Sau khi một lượt này nó khô ấy. Vâng. Thì anh mới bôi cái này. Vâng. Nhưng mà cái tai của cháu hiện tại là nó đang bị bên dưới bị lở loét ra này thì là tạm thời là bôi cái thuốc này cho nó khô đã. Vâng. Cái này thì nó là ở đứa khó khó lo chế độ rồi nhờ so ra sao lãnh rồi nhờ sửa nó toàn thì nó là sao? Kem mọi người ạ, kem bôi da kháng nấm kháng khuẩn. Trời ơi. Cái này thì có thể bôi vào phần tay được rồi, nhưng phần tay nếu khó khó lo sẽ dùng cái này trước, dùng cái này cho nó khó nữa tôi đồng cho nó khô đã, cái khó cho nó tôi đồng cái này khả năng là tay em bé là bị ngứa. Ừ. Không thì không, cũng chưa chưa gặp trường hợp đấy bao giờ. Anh em biết là bà thì nhìn chắc là nó ngứa quá thì nó gãi nhiều và nó xước và nó chảy nước ra. Ít không mê thế mà. Lở loét viêm da, cái này lở loét bôi lở loét viêm da. Tạm thời nhá, cái tai thì anh chỉ bôi cái này thôi. Và anh gần như là anh bôi trực tiếp vào cái này rồi thì có lẽ thì là em say em có bị không? Em của nó có bị không? Sao nó bị chứ, bị nó sờ con của anh chả, sờ nó cùng cái tay, móng tay lên chị xì lên này, cắt móng tay đi cho chứ, sờ cái cắt móng tay sao nó hỏng, cái gì không có thế chứ, có hai cái vậy nó hỏng, sao nó cắt không được, nhá bên tay bên này khô chưa, xem tay bên này khô chưa, khô rồi, khô, tức khô hơn nên tức khô nữa. Mai không lấy một hai túi bông nó lên thì chống. Cái này có sạch không đấy? Có mà. Lau đi. Lau bên dưới, còn cái phần tai cái kệ nó, tai cái kệ nó cay nhá. Vâng. Xem là đến trưa nó vẫn còn thế này, anh lại lấy cái này rửa tiếp nhá. Vâng. Bôi vào cho nó khô đó. Cái bên kia khô chưa? Khô. Ừ, cho tí nó khô hẳn một tí nữa thì bôi bên một lớp kem này. Vâng. Đấy. Bác sĩ người ta dặn là bôi hai lượt. Vâng. Nghĩa là cái này một lượt cho nó cái này nó khô ra, mình bôi cái lượt này thoa lên bên trên. Vâng. Rồi cái này không phải tốt thì phải cho cái này. Nó dùng hai loại luôn. Nhưng cái đúng này ấy, tai thì chỉ dùng đùng cái này trước nhé. Đúng. Đấy, bởi vì cái này thì là kem bôi không sợ rằng là nó đang chưa khô nên mình bôi vào nó không được. Vâng. Thì phải lấy cái này rửa cho nó sạch đã. Vâng. Đầu tiên là rửa đi thì nó sát khuẩn đi mọi thứ, nó không ngứa đó. Đúng rồi, là rửa rồi. Nó không ngứa, nó không gãi được thì nó mới không xước em nữa. Đúng rồi. Nhìn ghê quá. Giống như cái tranh của mình đây, lâu lắm. Sát đây một sát đây một năm nữa. Chân anh bị làm sao? Sao bây giờ mình đi tỉ la về lấy quỷ phải là có cái đá ở đây phải là mình cái chân này là vào cái đá đây phải nó là cắt à? Cắt một tí bê tí này. Ừ. Sao nó lâu quá. Đây mình bôi cái này lên tay. Còn cái tai kệ nữa. Cái tai bây giờ anh nhỏ một lượt nữa cho em. Vâng. Một lượt bôi lên tay anh, bôi lên tay anh, tay thoa lại. Toàn chơi trực tiếp thế này, nhiều lại đi dùng cho người khác là lây đấy. Hổ thân các con mà ngại, điều kiện gia đình không có. Đến lúc bị là nếu mà không có này, bôi lấy nốt cái chỗ này đi lấy vào tay ấy. Mà không có kinh phí các nhà hảo tâm thì lấy cái gì ra để mua thuốc cho các con đi. Em bảo rồi. Mình không có tiền nhưng mình phải giữ gìn vệ sinh cho con. Ừ. Vâng thì phải nhớ nữa chứ. Hôm nay thì hơi buồn một tí nhưng mà sáng về thời điểm bây giờ là 9 giờ sáng rồi mà thấy con vứt ở dưới đất chân tay đen xì thế này thì làm sao mà nó không bị mấy cái này chân nó bay nó bẩn rồi nó vơ lên. Xong hai đứa ở dưới kia thì mọi người ạ, bọ xít rồi là các con bọ kiến ba khoang nó nhiều, nó da trẻ con nó chỉ cần nó tiết một tí dịch vào thôi là nó lở loét ra hết ngay rồi. Chú ý một tí.
Hôm qua thì vẫn thấy nó bình thường, nó chưa đến nỗi như này đâu. Tối hôm qua chắc ngứa. Sao hết bà. Mùng kia chưa tính dạ sao nào. Mùng kia tan. Đi cho chú nhân này, không sợ đâu. Nha, sáng dậy hôm nào mặc quần áo rất nhiều. Anh em mình thì thời điểm hiện tại thì có thể mặc áo cộc tay được, con phải mặc thêm cái áo dài tay cho nó. Quần này cũng này, ho rồi này, nhớ chưa? Đúng rồi. Con mình phải chăm cẩn thận chứ. Đúng rồi. Đẻ đến em nào 6-7 đứa con rồi không chăm cẩn thận nó. Đứa đầu mất là cũng vì là không có ăn, không có uống, ngồi là không có sức đi, thế mất thôi mọi người. Nhưng anh Hoài chắc là rất là vô tư. Lúc con mất có khóc không? Còn mơ, lúc có mơ thì có, hoặc là mình đi họ về họ mình đi du, họ đi làm ở Trung Quốc, phải là có to như thằng Thò đấy. To lấy như rồi bây giờ sát để đi được một tháng, đi được một năm rồi, phải mình vẫn đi làm mà. Thế con ở nhà vợ không cho ăn à? Cho, phải là mình đi, phải là giống như mình hỏi em ấy, bây giờ phải là có ông đấy, phải là về ở nhà, về một lúc phải nói nhiều, phải là về được về hay để hay tuần, phải là chỉ có của mình phải nói là sao bây giờ phải là bị như nào mình nó không biết rồi. Gọi điện lên cho mình thì phải họ là Trung Đen ở Trung Quốc à? Sao nó lúc đây còn mấy đứa con bị, à? Một bị hai người, bị hai người thì phải nó chết luôn bây giờ này hả? Bị ai? Bị đứa nào nữa? Đứa trước đây này. Ý là đang nghi người ta về làm xấu cho nó chết á? Phải là thả ông dưới đấy. Nó làm gì? Sao nó lần phải là họ tiếm mông thì biết tiếng kinh nghe không biết nhau, phải là giống như cái đấy phải là về như này về là mình không nhìn thấy đâu, phải là ý là họ làm điều xấu về cho nhà anh thì nó mới mất à? Đúng rồi. Thật ra là nó biết là những cái đấy. Biết ác à, biết làm biết ác à. Đại anh Hòa đang nghi là đứa con đầu tiên thì bị người ta làm xấu và mất cái đấy thì mình không có cơ sở đâu. Căn bản xong nó về đây nó hỏi là sơ mình là nhà mình là thì là cũng là gì, phải là họ là mình chết, mình họ là mình chết thì phải là cái gì mình chết. Đấy. Cái gì mình chết thì phải là mình biết mày nhá, phải là mình không chết, mình chết thì phải là mình biết mày họ ra là ở đâu thế thôi, có người được có người không được, người ta sinh ghen ăn tức ở, anh cứ kệ đi. Sau này làm xong nhà em làm phong tỏa hết, có rào lưới vào hết, mua cả khóa cho, đi đâu thì khóa cửa vào. Các con ở nhà ấy cũng khóa, có cái bảo vệ hết, không sợ ai đâu. Mình không phải sợ đâu. Có việc gì thì báo cáo lên anh bí thư hoặc là anh phó kìa. Nhà này cũng gần nhau, nhà kia đấy, nhà đấy này. Sao mình ở đây mình nó cũng sợ đó. Sao mình không phải sợ đâu. Sợ chứ. Sao mình cũng có như thế đó. Thế sợ thế sao? Ngày xưa cứ bắt buộc ở bằng đây bằng được. Ngày xưa mà sao không đi lên đất nhà anh Tuấn đi? Sao không ra đất nhà anh Phó đi? Nhà sao bây giờ mình thích nhà bây giờ thích nhà ở đây xong mình, nhà đất của mình thì phải là mình thích đất của mình đó. Thích thì thích ở đây. Nhưng mà ở đây bây giờ ở đây thì lại sợ hàng xóm. Đúng rồi. Đúng là anh từ trước đến giờ cuộc sống thì gần như là không nói được ai. Thôi, mình không làm gì người ta, cũng không sợ người ta làm gì mình. Lý do là hôm qua anh bịt hai cái ô thoáng ngoài kia vào là sợ họ bỏ cái gì vào trong nhà. Hả? Sợ rồi. Thế chấp nhận tối thì kệ gia đình nhá. Đun nhà có khói thì kệ nhá. Kệ thôi. Hôm qua bảo để ô cửa sổ, mới đầu bảo để cửa sổ đấy, nhưng không thích. Cuối cùng lại bảo để ô thoáng, không thích. Thôi cái đấy, cái nhà kho đấy thực ra là cái phát sinh thêm, mình sẽ cho anh Hòa cái lý tưởng nhất ở chỗ nhà kho này, theo ý của anh đi. Còn cái ngôi nhà này theo ý của em hết rồi. Theo ý của em thì nhà chỉ có đẹp thôi. Đúng rồi.
Theo ý của anh Hòa thì cũng không biết được như thế nào. Tới thầy xong về đó. Đúng rồi. Nhưng mà cũng sẽ đẹp. Thuốc bây giờ nhớ cách bôi chưa? Ôi ông này buồn ngủ à? Ngủ đi cho nó ngủ xuống đây đi. Xuống nó dậy sớm. Cho nó ngủ đi. Nó giờ cũng dậy rồi. Ôi ngồi ngủ được. Em cho nằm xuống đây. Nó giờ xuống rồi. Lấy cái chăn ấm đây, lấy cái gì về đắp cho nó. Ôi cao quá. Này, lên đi, đi. Lấy một cái chăn hay một cái áo ấm gì về đây. Xong cho nó ngủ đi. Sao lấy. Để cho bố mẹ còn làm việc chứ. Xong nó đi ngủ dưới. À, thế bên trong dưới ngủ. Nào, thuốc nhá. Cái tai. Bôi thêm một lần nữa, đi ngủ thì bôi thêm một lần nữa. Nó có dấu hiệu khô hơn rồi đây này. Bôi vào chỗ chảy nước này. Ít tính, ít tính, ít sao đó, cái này là nó là... Đây, đó là tai. Còn cái này bôi thuốc là được rồi. Cái này chưa khô thì mình phải bôi một lần nữa. Cho vào chỗ ướt ướt kia kìa. Nó sát. Dày rồi, dày mốt rồi. Này. Khăn lau mũi đi. Xong mặc áo ấm rồi. Con mình ốm hay con mình bị là nguyên nhân nhiều là do mình chăm sóc không tốt đó anh Hòa. Được rồi, nó đau ấy. Đau cũng không dám khóc. Lau cái mũi đi xong là cho đi ngủ đắp chăn ấm mà. Ăn cái gì chưa? Không thì nấu trứng em mua cho nó ăn. Trưa nay thì nấu thịt lên cho nó ăn. Xong nó đã cơ sở xá rồi. Lau mũi đi, lau mũi đi. Mũi bẩn quá. Chứ thì đột nhiên là mắc cái bệnh, còn nếu mà không được ấy thì xem tình hình nào, mai là không khỏi thì em đưa đi viện. Không khỏi thì lên em lấy xe máy em chở đi bệnh viện. Chứ này không được đâu. Đẻ nhiều quá đấy, thấy chưa? Không chăm được, thấy chưa? Đấy, còn ít cái gì. Đợt này mà không có cái nhà hảo tâm thì vẫn ở cái nhà cũ, bây giờ thuê thì không biết như thế nào. Em nhìn em sẽ sợ quá. Thật sự là nếu mà cô Vân và các nhà hảo tâm mọi người không đồng hành, mọi người bỏ rơi thì chắc có lẽ thì là các con của anh Hòa đúng như cô Vân nói là chỉ ngồi chờ mỏi mòn và không có tương lai. Đấy. May lắm mọi người. Bây giờ thì bị thế này thì xử lý thì nó dễ thôi. Nó chỉ là những bệnh viêm da thôi. Nhưng mà hai nữa bây giờ em mới dặn là mặc quần áo dài tay cho nó ấm, đội mũ. Hôm nọ các bác cho mấy thùng em thấy có cả mũ nhá. Mũ cũng có, mũ cũng mũ có, mũ cũng dài dép rồi. Có, dép có, quần áo dài có. Bây giờ mùa đông rồi, đây này chảy mũi, chảy mũi mùa đông rồi bị rồi. Thuốc thì không có thì bây giờ mình phải ý thức chăm con hơn một tí. Lớn từng này rồi, để em dặn suốt thế nào hay nào nhỉ? Như kiểu dặn thằng em trai của em vậy đúng không? Đúng rồi. Đấy, thằng em trai của em là khởi em còn trả dặn nó cái gì đâu. Tiếu táo một chút nhưng là sự thật mọi người ạ. Nhiều lúc thì cũng cáu lắm. Nhiều lúc tắt video đi chỉ muốn mắng thôi. Nhưng mà ông cứ cười này cũng biết mắng kiểu gì được. Không mắng đâu. Bà còn vết mủ không? Trong buồn một tí tê hết chân. Sau là cho xuống dưới là đắp chăn vào ngủ đi. Mùa hồng bị sao ấy, vấn đề con cái thì dặn như thế thôi nhá. Vấn đề con gái dặn như thế, lần sau em lên mà vẫn thấy bẩn, vẫn thấy các thứ nữa thì thôi, không ở nhà mới nữa. Cho đi ở đất cho nó bẩn đi. Đúng rồi. Nhá. Đúng rồi. Cái vấn đề này thì dặn được 5 tháng qua rồi mà. 5-6 tháng qua khi mà bắt đầu ở cái lều thuê kia thì là cái vấn đề bẩn, cái vấn đề sinh hoạt là đã dặn rất là nhiều rồi. Đấy, nhưng mà gần như thì cũng chưa được thực hiện tốt lắm. Dặn thì không dưới 100 lần đâu anh Hòa. Cái vấn đề là con cái sạch sẽ này này. Nên là phải thay, ít nhất là phải thay đổi được thì em mới vui chứ. Đúng em rồi. Làm cho cái nhà em không lấy cái gì rồi, đúng không? Đúng rồi. Thực ra không phải em khâm cho đâu mà là các nhà hảo tâm cho thôi. Nhưng mà anh em mình có quyền là thay các nhà hảo tâm nói lên những cái điều này. Để cho anh Hòa, anh phải ý thức, phải cố gắng lên hơn thôi. Đúng rồi. Đấy. Tại sao thì là cái lúc quay video thì mọi người nói không là không nên là nhắc đến vấn đề rồi là khuyết điểm Mai Hòa nhiều quá. Quả thật thì mọi người không ai muốn nhắc cái khuyết điểm hết. Ai cũng muốn nói cái đẹp, cái tốt, những cái hài hước, những cái câu chuyện vui vui để ai xem cũng thoải mái. Nhưng mà có những cái góc, những cái việc mà không muốn làm nhiều lúc mà vẫn phải làm. Sau này các con của anh sau này là
chính bản thân anh có điều kiện, anh có cái điện thoại tốt hơn hả? Anh lôi ra đây là những cái kỷ niệm. Và những cái gì anh em mình nhắc thì A Hòa sẽ có thể xem lại và lại lưu tâm lại. Để xem là những gì trước đây em Khâm nó nhắc nó có đúng không? Thằng này nó có nói sai không, đúng không? Đúng. Có cái căn cứ chứ, đúng không? Đúng. Đấy. Thì mới tốt lên được các bác. Được rồi, bây giờ cho chú đi ngủ. Lau mặt, lau mũi đi, đắp chăn ấm mà. Và lúc dậy thì phải nhớ đội mũ, mặc áo, quần áo dài tay vào nhé. Đúng rồi. Lau ấy, lau ấy. Cho đi đi. Xong là bố mẹ còn làm việc nữa chưa? Hôm nay là có một ngày làm việc thôi đấy. Ngày mai thợ mà lên nó không thấy vật liệu đủ là nó lại nghỉ tiếp. Là nhà mình lại chậm nuôi vợ sắp đẻ rồi. Cố gắng lên thôi, nhớ chưa? Nhớ rồi. Rồi từ từ, cảm ơn các bác một tí đây nào. Cái này thuốc này lấy cô Vân mua cho nhá. Em cảm ơn cô Vân. Cảm ơn các bác, các cô. Cảm ơn các bác, các cô. Hẹn gặp lại mọi người. Hẹn gặp lại mọi người. Trong video tiếp theo. Trong video tiếp theo. Nhớ chăm con tốt tốt nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Khâm sẽ tiếp tục cập nhật cái lộ trình của A Hòa trên kênh để mọi người được biết. Các bác nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em một lượt. Xin chào và hẹn gặp lại.